Ok, em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Clip hôm nay thì em sẽ giới thiệu với anh em mình là một cái con bao QSC MX1000A nha anh em nha. Hàng này là hàng đấu mạng về ha anh em. Nói chung là về trong tình trạng là máy móc là zin nguyên bản ha, zin nguyên bản và khá là đẹp. Mặt tiền thì rất là tuyệt vời luôn anh em. Đó. Và đây thì em đã có tháo sẵn ốc cái nắp lưng rồi nha. Đó, ốc của cái nắp lưng đây thì em tháo ốc ra rồi. Thì ở bên trên nó sẽ có bốn con ốc ha và xung quanh nữa, tổng thể là bao nhiêu ốc đây ha. Thì em tháo sẵn đấy, một tí nữa em gỡ cái nắp lưng ra cho anh em mình xem cái nội thất bên trong á. Nói chung là máy móc đẹp lắm anh em ạ. Thì dòng này thì nó sẽ có đời về đường hàng bãi nha anh em nha, về đường bằng bãi hoặc là về đường Trung Quốc ha. Thì giá thành nó sẽ rẻ hơn xíu. Còn nếu như mà hàng những cái hàng mà đấu mạng, hàng đấu mạng mà nó đẹp xuất sắc như thế này thì nó sẽ có cái giá nhỉnh hơn nha anh em nha. Thì trên thị trường nếu như mà anh em nào mà có quan tâm cái dòng QSC này á thì anh em mình sẽ biết nha, nó sẽ có hai phân khúc giá ha và nó chênh lệch nhau thì cũng không có nhiều anh em. Nhưng mà những cái mặt hàng đấu mạng như thế này thì lúc nào cũng được anh em mình chơi đánh giá nó cao hơn ha. Và anh em mình mua thì cũng an tâm hơn. Đó. Và bây giờ thì em sẽ lên nhạc em test cho anh em mình nghe nha. Và những cái dòng QSC này á, thì tiếng nó rất là hay trong tầm tiền đầu tư luôn anh em. Nó trong tầm tiền anh em mình bỏ ra thì chất âm nó mang lại rất là tuyệt vời luôn. Và sẵn tiện đây thì em test cái đôi loa Ramsa ha, đôi loa Ramsa Bass 30 chép kèn ở phía sau luôn đó anh em nha. Em test chung với cái con bao QSC MX1000A này ha, là em ghép chung với lại cái đôi Ramsa đó đó. Tiếng rất là hay luôn anh em. Cái đôi Ramsa Bass 30 đó ha, Bass 30 chép kèn. À, dòng karaoke và nghe nhạc rất là hay. Giá là 9,3 triệu nha anh em. Anh em mình có nhu cầu thì nhắn Zalo em gửi hình chi tiết nha. Đôi lo và ghép với con bao này tiếng tuyệt vời luôn anh em. Tiếng cực hay luôn nha. Rồi xin mời anh em mình nghe nha. Thì em đã mở nguồn sẵn rồi nha anh em nha. Và em đăng những con bao lên thì có gì anh em mình gọi hỏi là những cái đèn này sao không thấy nó báo ha, hoặc những cái đèn này sao không thấy nó sáng hết, nó có phải bị lỗi hay không. Thì em xin thưa là không nha anh em nha. Thì khi mà anh em mình mở lên thì ở đây nó sẽ có hai cái đèn này ha, nó kiểm tra nó bảo vệ, nếu như mà không có vấn đề gì gờ-len nó đóng thì hai cái đèn này sẽ tắt nha. Và đây là đèn nguồn ha, và đây là đèn báo tín hiệu khi mà anh em mình đánh nhạc nha. Còn cái đèn clip này là nó báo lỗi ha, khi mà anh em mình đánh quá tải hoặc là chậm chạp gì đó, dây lo gì đó thì cái đèn clip này nó mới báo nha anh em nha. Đó, và cái đèn này nó kiểm tra xong là sẽ tắt ha. Đó, hai cái đèn này thì thường khi nó sẽ không có sáng ha. Còn cái đèn này thì anh em mình mở nguồn lên thì sẽ sáng, còn đèn này thì khi mà có tín hiệu nhạc nó phát ra thì mới sáng nha anh em. Ok. Rồi, để em mở nguồn lên ha. Đó, sau khi mà kiểm tra xong thì hai cái đèn hai bên này nè nó sẽ tắt nha, và đèn clip này cũng tắt luôn ha. Để em lên nhạc nha. Chỉnh lên con tí thôi mà tiếng nó hát khá là phê rồi anh em ạ. Cơm bên đây đi ha. Quê thơm dịu dàng thấy bát ngát vòng tay.
Ok, nói chung là cái dòng này là chất âm nó rất là sáng tiếng anh em ạ. À. Cho anh em mình có thể nghe được thu âm qua điện thoại nha. Nếu như mà anh em mình nghe thực tế bên ngoài thì nó sẽ chuẩn hơn rất là nhiều ha. À, thì tiếng nó rất là sáng anh em, tiếng rất là sáng và chi tiết luôn ha. Nghe nói chung là những cái dòng USC này á là cái giá tiền của em nó ha. Thì nói chung là anh em mình bỏ cái giá tiền ra để mà sở hữu những cái sản phẩm của USC á thì chất lượng em nó mang lại thì rất là tuyệt vời anh em, không có điểm gì để mà chê được hết ha. Và những cái hàng đấu mạng về zin nguyên bản cho anh em ha. Và máy móc em đã test hoạt động hoàn hảo cho anh em mình hết rồi ha. Con này thì model là 10X1000 nha anh em ha. Con này thì một con bao hai kênh. Và bây giờ thì em sẽ tháo nắp lưng ra cho anh em mình xem nha. Thì ở trên nắp lưng thì nó sẽ có những cái dấu bóng bóng anh em. Tại người ta để chất chồng lên á ha. Thì nó có những cái dấu nó bóng bóng thôi. Chứ nó chưa có trầy xuống tới dưới nha. Đó, chỉ có những cái dấu bóng bóng nhẹ nhẹ anh em mình thấy ha. Không đáng kể gì đâu anh em. Khá là đẹp nha. Ok. Và em sẽ tháo ra bên trong cho anh em mình xem ha. Thì ở phía bên trong nó sẽ có một cái dãy mã số nữa nè. Rất là nặng anh em, cái nắp lưng khá là nặng nha. Rồi, ok. Và đây là tổng thể bên trong cái con bao nha anh em ha. Anh em mình có thể xem nha. Đây, tổng thể bên trong của cái con bao USC này. Anh em mình có thể xem chi tiết qua cái màn ảnh em đang quay ha. Và bây giờ thì em sẽ quay vào bên trong cái guộc gan cho anh em mình xem ha. Đây, con này thì nó chạy một cái biến thế nguồn ở đây rất là to anh em ạ. Biến thế nguồn rất là to nha. Và 8 tụ nguồn ha. Dây dắt thì còn rất là đẹp anh em. Đó, dây nè. Anh em mình xem ha. Linh kiện đây anh em. Nói chung là hàng về còn rất là tuyệt vời nha, rất là đẹp. Không có điểm gì để mà bàn cãi hết nha anh em. Ok. Rồi. Thì đây em nói sẽ chạy là 12 con công suất lớn nha và 12 con bù áp ha anh em. Ok. Ok. Đây, tổng thể mặt sau anh em ha. Thì con này mặt sau của em nó ha thì em sẽ có hai cái tín hiệu cầu vào. Thì đây anh em mình có thể vặn những cái vít dạng cổ điển anh em ha, hoặc là anh em mình có thể vào bằng jack 6 ly nha. Đó. Thì đây thì anh em mình có thể kết nối ra lo bằng cọc bắp chuối ha, hoặc là anh em mình có thể câu dây đỏ đen như bình thường nha anh em. Đây anh em ha. Đó, con dòng này thì được sản xuất tại Mỹ nha, Made in USA ha. Đó. USC MX1000A. Con này thì dòng lúc đầu em có nói anh em mình rồi ha, hàng đấu mạng về thì lúc nào cũng sẽ là điện 100, 110 hoặc là 120 ha. Đó. Còn nếu như mà về đường hàng bãi ha, đường hàng cam hoặc là đường Trung Quốc á, thì nó sẽ có dòng điện khác nha anh em. Thì con này là hàng em đấu mạng về ha. Con này là nó 350W một kênh 4 ohm này ha. Thì cái này thì anh em mình có thể chơi tốt hai cặp robo 301 series 3 với con bao này ha. Hoặc là anh em mình có thể chơi những cặp lo full 3 tấc 4 tấc mà một thùng của em nó là từ 350W đổ về thì anh em mình có thể chơi tốt nha anh em ha. Đó. Thì những cặp lo full hàng bãi Nhật Mỹ đâu á ha thì có những cặp lo 4 tấc đầu thì công suất nó cũng chưa tới 350W đâu, tại những cái dòng lo xịn á thì độ nhạy nó khá là cao và công suất ăn nó rất là ít nha. Anh em mình có thể chơi tốt những cặp lo full 30 40 mà công suất là dưới 350W một thùng nha anh em ha. Thì anh em mình có thể chơi tốt con bao này nha. Ok, hoặc là anh em mình chơi hai cặp lobo 301 series 3 với cái con bao này thì rất là tuyệt vời luôn anh em ha. Rồi, để em quay lại mặt trước cho anh em mình xem nha. Ok. Nói chung là hàng về khá là đẹp anh em, khá là đẹp. Rồi, để em quay lại tiếp tục bên trong máy móc cho anh em mình xem qua một lần nữa nha. Và em sẽ báo giá cho anh em mình ha. Đó, tổng thể linh kiện bên trong đây anh em. Đây. Anh em mình xem nha. Rất là đẹp, hàng zin nguyên bản anh em ha, quạt gió nằm đây. 8 tụ nguồn, biến thế nguồn nằm đây ha. Và con này tổng cộng là nó chạy 24 con sò. Và tính sò công suất á, là tính 12 con lớn nha anh em nha, tính 12 con lớn. Và bên đây 6 con nhỏ nha, 6 con nhỏ nằm đây nè anh em. Và 6 con nhỏ nằm ở đây nữa nè ha. Đó, 6 con nhỏ nằm đây nữa nè. Là tổng cộng là 24 con. Nhưng mà mình tính công suất á, là tính 12 con lớn nha anh em nha. 12 con lớn và 12 con nhỏ là nó chạy bù áp nha anh em ha. Đó, ok. Thì công suất em có báo rồi đó, 350W cho một kênh 4 ohm ha. Rất là đẹp anh em ạ. À. Đây, hàng đấu mạng về thì lúc nào anh em mình nhìn nó cũng sẽ chất lượng xịn sò ha. Nói chung nhìn là mến liền anh em. Anh em mình xem có nhu cầu thì liên hệ với em nha. Rồi,
Và giá của con này ha, con QSC MX1000A này, hàng đấu mạng về, giá là 7 triệu 7 nha anh em nha, giá 7 triệu 7. Và anh em mình lưu ý ha, nếu như mà hàng đấu đấu mạng thì giá nó sẽ nhỉnh hơn những cái mặt hàng về đường hàng bãi nha. Ok, thì anh em nào mà có xem để ý chi tiết về những cái sản phẩm á, thì là những cái dòng hàng đấu mạng về lúc nào giá nó cũng nhỉnh hơn anh em nha. Đó. Và chất lượng của những dòng này thì rất là tuyệt vời rồi, anh em mình chơi thì không còn phải e ngại gì ha. Đó. Rồi, anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em, có một con thôi nha anh em, tại mấy hàng này khá là ít đó ha, đấu mạng về lâu lâu thì có thì mua về thôi, chứ nó không có nhiều. Thì những cái hàng đấu mạng Nhật này về á, thì đa phần bên kia á, là những cái người dùng người ta mua về rồi người ta bán luôn anh em, chứ nó không có bị trôi dạt ra bãi hoặc là để kho rồi nha. Thì ta đang dùng trong gia đình, ta không có nhu cầu thì ta đăng lên thì mình mua thôi. Có những con về như thế này nè, rất là ngon luôn ha. Người ta đang để trong nhà ta thì ta đăng lên mình mua, người ta gửi luôn. Cho nên là lúc nào thì hàng nó cũng sẽ ít có bị lỗi lầm hơn khi về ha. Nói chung bên kia còn ngon là gửi về lúc nào nó cũng sẽ rất là ok. Anh em mình yên tâm ha. Và clip của em cũng xin được kết thúc tại đây nha. Xin chân thành cảm ơn anh em mình rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của anh em mình ra để xem clip ủng hộ em nha. Rồi xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.